Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các giao dịch dân sự liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra hết sức phức tạp và đa dạng, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để giải đáp những vấn đề liên quan đến luật đất đai năm 2024 mới có hiệu lực pháp luật, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trích dẫn ý kiến trả lời của luật sư Nguyễn Khắc Anh, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Gia, đoàn luật sư tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Cụ thể, đối với vấn đề đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ thì có được phép chuyển nhượng hay không? Theo quan điểm của tôi thì đất chưa có giấy chứng nhận quyền đất hay còn gọi là sổ đỏ hoặc sổ hồng thì chưa được phép thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền đất. Vì trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền đất thì không thể nào thành lập hợp đồng để có công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật và đăng ký kê khai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được. Khi mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải có những điều kiện gì? Để đảm bảo các điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người dân, tổ chức, cá nhân phải có một trong các điều kiện hoặc đủ các điều kiện sau. Một là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hai là đất không có tranh chấp hoặc đất có tranh chấp đã được cơ quan nhà nước có thể thẩm quyền giải quyết bằng một quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Thứ ba là quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp để đảm bảo việc thi hành án. Và thứ tư là đất phải trong thời hạn còn trong thời hạn sử dụng đất. Và điều kiện thứ năm là quyền sử dụng đất không bị áp dụng các biện pháp khác như biện pháp khẩn cấp tạm thời. Khi mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có sổ đỏ thì bị phạt như thế nào? Tức là trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có giấy chứng nhận quyền thì sẽ bị xử phạt theo Nghị định 91 năm 2019 của Chính phủ. Mà mức xử phạt hiện nay là đối với cả đất chuyển nhượng ở nông thôn là mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Mà đối với chuyển nhượng đất ở đô thị thì mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Dưới góc độ pháp lý, việc mua đất không có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất sẽ có một số hạn chế, rủi ro gì? Trong trường hợp mà đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà các bên vẫn cố tình thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì sẽ có những rủi ro sau đây. Thứ nhất là hợp đồng chuyển nhượng quyền đất sẽ không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Và thứ hai là không an toàn về mặt pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, dễ xảy ra tranh chấp. Và thứ ba là có thể bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt bằng tiền theo Nghị định 91 năm 2019 của Chính phủ. Và tiếp theo là rủi ro tiếp theo. Ở đây là không được thực hiện các giao dịch như thừa kế, tặng cho hoặc thế chấp quyền sử dụng đất. Luật đất đai năm 2024 quy định về các trường hợp không cấp sổ đỏ. Người sử dụng đất không được cấp giấy chứng quyền đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền đất trong các trường hợp sau đây. Đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích theo quy định tại Điều 179. Đất được giao để quản lý thuộc trong các trường hợp quy định tại Điều 7 của luật 2024. Trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp giấy chứng quyền đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, với phần diện tích đất được sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đất nhận khoán. Vậy thì trong trường hợp này, những trường hợp cụ thể không được cấp giấy chứng nhận đất gồm có là gì? Đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 7, đất thuê hoặc thuê lại của người sử dụng đất và đất nhận khoán là sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền đất. Đất đang có tranh chấp hoặc đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Và trường hợp tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng nhằm mục đích kinh doanh cũng sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền đất trong trường hợp sau. Trường hợp tài sản gắn liền với đất mà thửa đất đó thuộc trường hợp không được cấp giấy chứng nhận đất thì cái tài sản ở trên đất đó cũng không được cấp giấy chứng nhận. Nhà ở hoặc công trình xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng tạm thời bằng vật liệu tranh tre nứa ná thì đất công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính để phục vụ cho việc quản lý sử dụng vận hành công trình thì cũng sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền đất hoặc
giấy chứng nhận về tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cũng sẽ không được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu về tài sản gắn liền với đất. Các nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng lấn, chiếm, mốc dưới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì những cái tài sản này cũng sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn hóa của nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tức là trong trường hợp này là tài sản thuộc sở hữu nhà nước cũng sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường quy định tại điều 148 và điều 149 của Luật Đất đai 2024 đã quy định. Luật Đất đai có quy định về nhiều hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất, vậy đó là những hình thức nào và bảng giá đất hiện nay được áp dụng đến khi nào? Điều 91 của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định về việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất đã được thu hồi. Và theo khoản 2 của Điều 91 của Luật Đất đai 2024 thì quy định việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã được thu hồi, tức là cùng loại với nhau. Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của từng loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tức là trong Luật Đất đai 2024 được hiểu rằng là sẽ bồi thường với giá trị tương đương của cái loại đất bị thu hồi, hoặc trong trường hợp là có thể là sẽ bồi thường theo giá mà Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm mà duyệt phương án bồi thường. Vậy thì phương án bồi thường vào thời điểm nào thì sẽ có giá bồi thường của thời điểm đó. Ví dụ như năm nay là năm 2024 thì vẫn theo giá của Ủy ban tỉnh quy định, của các cấp chính quyền quy định tại thời điểm. Vậy thì chúng ta được hiểu ở đây là bồi thường thì có nhiều hình thức bồi thường theo Luật Đất đai 2004, nhưng tuy nhiên thì tại thời điểm mà phê duyệt phương án bồi thường thì sẽ có cái giá bồi thường là chính xác nhất. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền hoặc theo nguyện vọng đã được đăng ký khi lập phương án hỗ trợ bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Vậy thì khi mà người dân có đất bị thu hồi thì nên có những cái nguyện vọng cụ thể và chính đáng để đăng ký với Ban Giải phóng mặt bằng, đăng ký với Ban lập phương án về bồi thường, về hỗ trợ và tái định cư để xem xét, giải quyết. Đối với người có đất bị thu hồi, nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Vậy thì trong trường hợp cụ thể thì phải theo từng địa phương. Ví dụ như có địa phương có đủ điều kiện về quỹ đất thì sẽ bồi thường bằng đất cho người bị thu hồi đất, hoặc địa phương nào đó có quỹ về nhà ở thì cũng sẽ bồi thường bằng nhà ở cho những người bị thu hồi đất.